Chương trình Tình ca bất hủ mời quý vị cùng lắng nghe những bài hát trải dài theo thời gian, những bản tình ca tưởng mới đây thôi mà đã đi cùng chúng ta qua dài thập kỷ. Tình ca bất hủ chủ đề những giai điệu thời gian được phát sóng vào lúc 20h25 tối Chủ nhật ngày 31 tháng 3 năm 2024 trên VTV8.